trọng kính đức cha đà minh nguyễn chu trình trọng kính quý đức cha trọng kính quý cha tổng đại diện quý cha quản hạt quý cha quý tu sĩ nam nữ quý ông bà anh chị em cộng đoàn dân chúa mừng lễ tạ ơn của đức cha cố đa minh hôm nay thần mến Bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta có một số tông đồ đã thất vọng bỏ Chúa mà đi. Nhưng vẫn còn đó nhóm 12 với lời tuyên xưng của tông đồ trưởng Phêrô: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết theo ai? Vì thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời." Mừng 57 năm linh mục của Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trình, chúng ta thấy lời Chúa hôm nay soi cho chúng ta nhìn thấy con đường tín chung trong sứ mạng linh mục của Ngài. Đẹp như những lời ca từ thi vị hóa, lời thưa đầy xác tín của Thánh phê -rô bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống, bỏ Ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai? Đường xa lắc tương lai mịt mờ Nào ai dẫn con trên đường dài? Bỏ Ngài con đi với ai? lời tuyên xưng của Phêrô và sự trung thành của các tông đồ là điểm sáng về niềm tin và lòng trung tín của Đức Cha Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, một vị giám mục trong tông đồ đoàn của Hội Thánh, đã tiếp nối sứ mạng linh mục ngàn đời của Chúa Kitô. Hồng ân này Đức Cha Đa Minh đã đón nhận với tất cả tình yêu Đức Kitô từ khi thù phong linh mục vào năm 1966 tại vương cung thánh đường đức bà sài gòn ngài về làm phó sứ chính tòa xuân lộc ngỡ ngàng với sứ vụ mới tại giáo phần được thành lập vài tháng trước ngài còn được cử coi sóc thêm trường trung học tư thục hòa bình làm công tác caritas bác ái xã hội và kiêm cả công tác mục vụ truyền thông xã hội của giáo phận Xuân Lộc. Sau năm 1975, giữa một giáo phận đang thay đổi trong lòng xã hội mới xã hội chủ nghĩa, tăng số tín hữu đến chóng mặt từ 200.000 rồi 300.000 đến 500.000 và 700.000 người trong vòng một vài năm ngài đang làm chính sứ chính tòa xuân lộc ngài làm quản hạt xuân lộc làm đại diện giám mục làm tổng đại diện làm trưởng ban giáo dân của giáo phận ngài đã làm linh mục giám mục giáo phận xuân lộc vào năm 2004 đã có hơn một triệu người lúc bấy giờ Đời ngài cũng đã từng chạy loạn, cũng từng bị bắt vào tù, cũng đã nhiều lần bị mời đi làm việc, cũng bị nghi ngờ phản động. Một cuộc đời linh mục mang nhiều sắc thái phong phú như trong 15 tác phẩm ngài đã viết với bút hiệu Song Nguyễn, mô phỏng hiện thực về các nhân vật mà ngài kể trong đời thường tất cả đã đi vào đời mục vụ linh mục của ngài làm nên nét tông đồ riêng. Cuộc đời của ngài có một dấu ấn đặc biệt là năm 1954, ngài đã xa cha mẹ, xa các em, bỏ quê hương Phú Nhai, Bùi Chu để chạy loạn điêu linh trên con đường xuôi Nam lúc bấy giờ ngài mới là tiểu chủng sinh của giáo phận bù chu di cư khi làm linh mục vào năm 1966 tại miền nam không có cha có mẹ không có lễ tạ ơn tại quê nhà ngài được sống thời chế độ sài gòn có nhiều ưu đãi rồi sống thời bao cấp xã hội chủ nghĩa đầy gian khổ sống thời kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhiều mù mịt biết những lối đi dù khó khăn thế nào thì cũng không càn được bước chân tông đồ mà năm mươi bảy năm linh mục chúng ta có thể nói đẹp thay trên các núi non chân người xứ giả đi loan tin mừng ngài mở những giáo họ kinh tế mới cho vùng xuân lộc dạy học cho đệ tử chủng sinh chui của dòng tu trùng viện cũng từng làm với đức các đức cha tiền nhiệm những định hướng mục vụ hàng năm cho giáo phần xuân lộc những thời gian khó ngài đã lập quỹ hưu dưỡng linh mục xây dựng chương trình giáo lý hồng ân mà cho đến nay nhiều giáo phần cũng đã thực hiện giống như vậy kể sao cho đủ những chương trình những cơ sở vật chất trong đời linh mục ngài đã thực hiện trùng tu tường đài chúa Kitô vua núi tao Phùng vũng tạo tái thiết mới trung tâm hành hương đức mẹ bãi dâu tất cả nay thuộc giáo phận bà rịa ngài đã xây dựng và sửa chữa nhiều nhà thờ mới nay thuộc giáo phận xuân lộc cả đến nhà thờ phú nhai quê hương khi có thể làm được, ngài đã chung tay với bà con quê hương để tu sửa ngôi nhà thờ lịch sử này. Ngài là con người của xây dựng, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở tinh thần. Nhất là từ khi ngài làm giám mục giáo phận Xuân Lộc vào ngày 11 tháng 11 năm 2004 Ngài đã kiên nhẫn đợi chờ những gật đầu đồng ý của chính quyền trung ương và tỉnh Đồng Nai để làm gì? Để những bốn không mà người ta đã lắc đầu từ chối thời Đức Cha cố Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật dần dần được thực hiện. Đã có những lúc cả giáo phận mệt quá như ngủ thiếp đi ngủ trong lời nguyện phù thủy không thực hiện được Thế rồi giống như ở trong kinh thánh kể Một đêm tối kia không ngờ Của cuối năm 2005 Người ta đã hô to Chàng rể đến Chia giáo phận bà rịa Sang năm 2006 Lại có tiếng hô to Chàng rể đến Mở Đại trùng viện Xuân Lộc Rồi những tiếng hô to tiếp theo Rồi có Linh Mục Rồi có Giám Mục có lễ truyền chức, có tiếp nối tông đổ. Những cánh cửa trước đây đóng đã dần dần mở, nhiều giáo sứ ở Xuân Lộc được thành lập, những sinh hoạt mục vụ hàng chục, hàng trăm ngàn người sáng chói chứa chan hy vọng được tổ chức khắp nơi trên toàn giáo phận. Ngài đã xây mới lại tòa giáo mục Xuân Lộc, đại chủng viên Thánh Du xe, nhà hưu dưỡng linh mục Xuân Lộc ở Gia Viên, trường cao đẳng nghề Hòa Bình, nhà khám chữa bệnh Xuân Hòa và bây giờ ngài đang xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Trước sự tiến nhiệm tuyệt vời của các đức giám mục và của toàn dân Chúa. Những câu chuyện đóng cửa của những thập niên đầu thế kỷ 21 hình như đã mất từ hồi nào thành công của Đức cha Đa Minh cũng giống như ở trong bài đọc 1 chúng ta thấy tường thuật về nỗi hân hoan của những người đã chọn Chúa Giêsu khi họ thấy Phêrô đi đến đâu phép lạ xảy ra đến đó Enea bất toại đã được lành Tabitha người chết được bước đi Hội thánh ở Judea, Galilea, Samaria Ở Lunia, sa Saroma hay ở Joppe Đều vui mừng Người ta đã tạ ơn Chúa Như lời đáp ca chúng ta nghe Biết lấy gì để đền táp ơn Chúa đây Vì mọi ơn lành người đã ban cho Tất cả những lời tạ ơn đấy đều được đức cha đa minh và con cái ngài cảm nghiệm được nhưng chính bản thân ngài như đầu lễ ngài nói được gì là do hồng ân chúa ban bởi vì ngài luôn luôn nhận mình bất tài kém cỏi và bất xứng trước nhan thánh chúa đã có nhiều lần chính ngài nói rất chân thành đầy khiêm tốn tôi không xứng đáng làm được gì là do chúa ban Ngài thường kể về công đức của các đấng bậc đi trước dắt Ngài đi. Thêm vào nữa, Ngài đã nói về những vị giám mục, những linh mục đồng hành với Ngài, công sự với Ngài, giúp Ngài làm việc. Và không bao giờ Ngài quên những người thân yêu đã quý mến Ngài trong cuộc đời sứ vụ. Danh sách đó dài lắm, hầu như đến vô tận và chúng ta có thể tìm thấy ở trong đó bóng hình của chúng ta những người con của cây hương phú nhai những người ngài thương mến trong cuộc đời mục vụ những người đã từng gặp ngài đã từng chịu ơn ngài đã bước vào đời mục tử của ngài có khi đau thương nhưng có khi nhẹ nhàng ân phục nhìn vào tấm gương trung tín trong bài phúc âm của các vị tông đồ đức cha đa minh và tất cả những ai theo đức kitô đều nhận thấy nếu thiếu vắng chúa thì đời linh mục sẽ trở nên vô nghĩa và thất bại đây là kinh nghiệm 57 năm linh mục nhất là mấy chục năm trong giai đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam khi mà các sinh hoạt tôn giáo chỉ được tổ chức trong phạm vi nhà thờ, các hoạt động mục vụ bị giới hạn nơi những tờ giấy phép mang nhiều con dấu đỏ. Ngài đã kể những điều này trong cuốn hồi ký tập 2 Con đường thánh giá về đời linh mục của ngài, viết lại những tháng ngày đầy gian truân giới hạn và yếu đuối nhưng luôn can đảm tin tưởng và bước theo sứ vụ như lời của thánh phêrô đã nói bỏ thầy con biết theo ai đời của ngài như vậy cho đến hôm nay vẫn mãi hát điệp khúc bỏ ngài con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống và những lời cầu xin ấy được tiếp tục như một xác tín ngàn đời con vẫn tin luôn ngài trung tín rất mực từ nhân nào đâu ngài nỡ quên con hằng đưa lối dẫn theo đường ngay lạy ngài dạy bảo con đi giữ gìn con trong chân lý ngài bước đi bên ngài đời con bình an anh chị em thân mến hôm nay từ giáo phần xuân lộc miền nam đức cha đa minh nguyễn chu trinh trở về quê hương đền vương cung thánh đường phú nhai để tạ ơn kỷ niệm 57 năm thủ phong linh mục đi với ngài có đức các đức giám mục của giáo phận xuân lộc đi với ngài có những linh mục nghĩa tử những người công sự với ngài trong những năm hoạt động đi với ngài về đây tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng Ngài đến nơi Ngài đã lãnh bí tích rửa tội và lãnh những bí tích đầu đời Ki Tô Hữu mà Ngài đã gợi ở trong đầu lễ. Nơi này chính ông cố đã dắt Ngài gửi cho các cha để dâng mình cho Chúa cách đây 70 năm. Nơi quê hương này khi chạy vào Nam Ngài đã mang theo tất cả hình Ngài trong trái tim mà không bao giờ quên được vì cho đến bây giờ ở mảnh đất thiêng liêng này vẫn còn giữ phần xương thịt của các vị từ đạo anh hùng tổ tiên và của chính ông bà cố mẹ cha yêu mến của ngài nơi này ngài đã được dạy bài học ngay từ đầu đời là cậy trông vào chúa vì thế chon lên bỏ ngài con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian vì vậy lễ tạ ơn hôm nay là để nhìn lại để thấy để xác định cả một trời hồng ân để quyết tâm đi đến với chúa và đi theo chúa cho đến cùng một trung tâm hành hương núi cuối ngài đang xây dựng chính là nói lên một quyết tâm ngài bám chặt vào chính đấng mà ngài yêu mến nguồn gốc từ quê hương này tức là đức maria vô nhiễm nguyên tội một trung tâm hành hương được xây dựng là cửa thiên đàng mở ra cho các tín hữu của mình hồi thơ ấu ngài đã bước qua cánh cửa của nhà thờ này khi ký ức tuổi thơ của quê hương phú nhai đã kể ở đây là lời hứa của đức cha valentino vinh sau cơn bắt đào sẽ xây một ngôi đền thờ xứng đáng để dâng kính đức mẹ và câu chuyện này đã hoàn tất đã làm cửa thiên đàng cho cả giáo phận bùi đã mở ra những năm thánh và ở nơi này chúng ta thấy đã là dư âm của những ngày tháng ngài xây dựng trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu, cánh cửa thiên đàng mở ra hướng đông của biển cả cho cả miền Nam Việt Nam. Cánh cửa thiên đàng đấy đã được ngài xác định không có Chúa chúng ta chẳng có thể làm gì và với sự tín thác, ngài chọn núi Cúi là trung tâm hành hương Đức Mẹ của giáo phận Xuân Lộc, lúc ngài chọn chưa có đất không có đường đi không có pháp lý không có tiền và ngay cả chẳng ai biết gì một cách rõ ràng về cái ngọn núi mù mờ bên cạnh bờ hồ trị an thế mà ngài vẫn liều bỏ ngài con biết theo ai vẫn cầm ngọn đèn hy vọng đổ đầy dầu đức tin đợi chúa đến trong đêm vắng và những hoàn cảnh khắc nghiệt đấy dần dần mở ra Chúa đứng ở bên ngoài vẫy Ngài đi tới. Chúng ta có thể liên tưởng đến ngày mai đây trên đỉnh núi cuối của giáo phận Xuân Lộc cánh cửa của trung tâm chính là lòng mẹ vô nhiễm mở ra cửa thiên đàng cho người ta khắp nơi tuôn về ai cũng cầm đèn cháy sáng trong tay đi qua ngưỡng cửa của lòng yêu mến đức mẹ mà đi vào trung tâm chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho đức cha đa minh và các đức giám mục giáo phần xuân lộc để các ngài vững lòng trông cậy vượt qua những gian nan xin dạy con đường nẻo ngài xin dìu con từng bước đi qua ngàn gian khổ có Chúa bên con sở chi. Vì định mệnh khắc nghiệt của thời gian, tuổi tác đang làm cho Ngài đau bệnh. 87 tuổi, ba năm trước, Ngài đã có lần nằm liệt giường, tưởng chừng không thể phục hồi nhưng đã có một phép lạ cho ngài sống mà nhiều người gọi đây là phép lạ núi cuối trong cơn hôn mê ngài thấy mình đứng dưới chân đức mẹ núi cuối cùng với các đức giám mục giáo phận nhìn hàng hàng lớp lớp con cái từ muôn phương tiến về đền thánh đức mẹ với niềm hạnh phúc vô biển hồi mẹ teresa canquita bị bệnh nặng tưởng chừng là chết sau khi phục hồi, mẹ đã nói với mọi người, tôi đã đến cửa thiên đàng. Thánh Phêrô bảo tôi ở đây không có người nghèo, con về trần gian để giúp họ. Có bao giờ chúng ta hỏi thử Đức cha Đa Minh, có bao giờ ngài đã gặp Thánh Phêrô và Thánh Phêrô nói với ngài ở đây không có núi cúi, con về trần gian để tiếp tục xây dựng vì thế cần cầu nguyện cho đức ca đa minh khỏe mạnh để ngài làm việc ngài làm việc trong âm thầm mà chính ngài nhất khi hưu dưỡng ngài sẽ làm việc bằng lời cầu nguyện cho các đức giám mục đương nhiệm cho toàn thể giáo phận xuân lộc và đặc biệt ngài cầu nguyện cho mọi người đang hướng về những công việc của hội thánh chúng ta cũng chung lời cầu nguyện cho ngài để chúa sẽ ở với ngài bỏ ngài bỏ chúa sẽ theo ai được chúng ta cầu nguyện cho đức cha đa minh tuổi xuân ngày nào khi còn bé nhỏ con đã vững tâm trông chờ nơi chúa và lúc tóc bạc ra mồi đời xế bóng sức tàn vơi nguyện chúa thương chớ chấp tội dù khi con đã già nua amen